Xin chào tất cả anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, phải là Ba Sói TV đây. Các bạn ơi, chắc hẳn các bạn đang biết là mình đang ngồi ở đâu phải không ạ? Mình đang ngồi ở phòng làm việc của mình các bạn ạ. Đấy. Thì ok các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ không đi quay trở diều mà mình sẽ ngồi ở nhà và mình giới thiệu đến anh em một con app kiếm tiền cực kỳ là dễ anh em ơi, cực kỳ là dễ, cực kỳ là đơn giản, cực kỳ là uy tín nhé các bạn nhé. Không nói nhiều, dài vòng vo dài dòng nữa, link tải app thì mình sẽ để bên dưới, có cả cho Android và có cả cho iOS nhé các bạn nhé. Đây thì ngay bây giờ thì mình sẽ vào cái app đó và sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từ tạo nick đến kiếm tiền. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ vào cái app này, app nó có tên là ZickN nha các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào giao diện trong app. Ok các bạn, như các bạn có thể nhìn thấy ở trên góc của mình có cái chữ UFR ấy, cái này tiếng Anh thì mình hơi bị ngu anh em thông cảm. Thì trên cái góc giao diện lúc các bạn mới vào xem cũng không có chữ UFR này đâu, mà nó sẽ có chữ đăng nhập và đăng ký. Bạn nào có tài khoản rồi thì đăng nhập, mà đa số là mình giới thiệu là chắc là các bạn là chưa có tài khoản phải không. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tài khoản nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ ấn vào cái phần đăng nhập, đăng ký nhé các bạn nhé. Sau đó thì các bạn nhập số điện thoại này, nhập mật khẩu này, mật khẩu tùy các bạn đặt nhé. Rồi nhập cái Gmail của các bạn vào. Bên dưới phần Gmail sẽ có một phần mã giới thiệu. Thì mã giới thiệu của các bạn sẽ là 4 con 2 nhá, 2222 và 50. Ok các bạn, đấy là cái mã giới thiệu của các bạn. Ok anh em, thì bây giờ khi mà đăng nhập xong ấy, đăng ký xong ấy, các bạn sẽ có một cái ấy, một cái mã xác nhận gửi về email của các bạn. Đúng rồi, gửi về số điện thoại thì các bạn sẽ lấy cái mã xác nhận đấy và đăng nhập vào. Ok, thì khi đăng nhập vào chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này. Đối với các bạn để ý giúp mình nhá, thành viên level 1 10%, thành viên level 2 0.6%. Cái này là các bạn lưu ý này, nó rất là đơn giản thôi. Khi các bạn đang ở level 1 mới tạo nick xong ấy, các bạn chỉ có thể kiếm được 5.000 một ngày, nhưng đến với level 2 mỗi ngày các bạn có thể kiếm đến 90.000. Để mà lên level 2 thì các bạn chỉ cần nạp 250.000 thôi là các bạn lên level 2 rồi. Mỗi một ngày là các bạn đặt 18 đơn. Đấy, nói về cái phần đặt đơn thì mình mới muốn quay lại một chút, nhắc nhở bạn một chút là như này. Cái app này các bạn vào, các bạn không cần làm cái gì cả, các bạn chỉ cần đặt đơn và kiếm tiền nhé. Đặt những cái đơn như này, những cái đơn này các bạn đặt xong các bạn không thể nhận đâu. Các bạn chỉ cần đặt đơn và hưởng hoa hồng từ nó. Đấy, như cái đơn 10% này, giá trị gốc của nó là 50.000. Khi mình đặt cái đơn này nhé, là mình sẽ được chiếc khấu 5.000. Đấy, hoa hồng của mình là sẽ được 5.000. Mỗi một đơn là sẽ được 5.000 để mình tính ra mà. Khi các bạn level 1 là một ngày các bạn chỉ đặt một đơn là kiếm được 5.000. Lên đến level 2. Đấy, lên đến level 2 là các bạn sẽ đặt được 18 đơn trong ngày, 18 x 5 là 90.000 các bạn ạ. Đấy, mỗi một ngày các bạn có thể kiếm được 90.000. Chỉ cần 3 ngày thôi là các bạn đã hồi vốn rồi. Và khi đó các bạn có thể kiếm tiền ở cái app này đến bao giờ ạ? Đến mãi mãi luôn. Con app này thì nó mới ra các bạn ạ. Đấy, cái app ZickN này nó mới ra và cũng được khá là nhiều YouTuber nổi tiếng giới thiệu cái con app này, mình cảm thấy khá là uy tín. Và cái con app này thì từ cái lúc mình chơi đến giờ là mình đã kiếm được 1.560.000 nha các bạn nhá. Đấy, ok anh em. Thì đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. Đăng ký nick này và vào ấn này, ấn vào ví dụ cái đơn 50.000 này này. Đấy. Mình đang ở cấp độ 2, mình đang là thành viên cấp độ 2. Từ sáng đến giờ là mình mới đặt được một đơn thôi, mình mới giới thiệu đến các bạn. Các bạn chỉ cần ấn đặt hàng ngay lập tức nhé các bạn nhé. Đặt hàng ngay lập tức này thì là các bạn sẽ ăn được. Đấy, ăn được ở đây mình sẽ đặt cho các bạn xem nhá. Mình sẽ đặt cho các bạn xem đặt luôn. Thế thì có phải nóng rồi luôn. Đặt hàng ngay lập tức này, tìm người bán sản phẩm phù hợp. Ok. Sau khi xong cái này thì nó sẽ cộng tiền vào tài khoản của bạn. Sau khi lên đơn. Ok, bạn đã đặt hàng mình thế thì đấy, bạn đã đặt thành công một đơn hàng. Số tiền mặt 50.000, hoa hồng mình được hưởng là 5.000. Số tiền đã trả là 55.000 đồng. Ok anh em. Ok các bạn ơi, khi mà các bạn đặt hàng xong ấy thì các bạn sẽ hưởng được 50.000 đồng này. Đấy, ok anh em. Thì là bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách nạp tiền, sau đó đến cách rút tiền. Nạp tiền thì anh em ấn vào phần nạp tiền này. Đấy. Nạp tối thiểu của các bạn là 100.000 thì các bạn ấn 100.000, ấn gửi này. Lựa chọn ngân hàng. Cái ngân hàng của cái app này nó có hai ngân hàng, Techcombank và Vietcombank nha các bạn nhé. Thì các bạn sẽ lựa chọn, ví dụ như mình muốn Vietcombank đi cho đơn giản, ấn vào việc thanh toán. Nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái thông tin và chi tiết như này. Khi các bạn vào trong cái banking chuyển khoản cho họ ấy, thì các bạn nhập đúng số tài khoản của họ này, chuyển tiền 100.000 này, ghi chú là cái nội dung ghi chú ấy. Các bạn sẽ ghi là cái gì đấy, TVKCVK đấy. Các bạn ấn chuyển khoản thành công cho người ta thì người ta sẽ chuyển tiền vào cho bạn. Đấy, cái này nó rất là ok. Đấy, mình cảm thấy là kiếm tiền với con này nó rất là dễ luôn. Nói chung là cái trẻ con nó có hiểu anh em ạ. Đấy, nó rất là đơn giản. Thì mỗi một ngày là mình kiếm được vị trí là 90.000. Mình lên level, mình càng lên level mà là mình càng đặt được nhiều đơn trong một ngày các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều anh em hỏi là anh ơi tiền mua sáo của anh ở đâu mà ra. Thì mình chuyên nghiên cứu, các bạn chuyên nghiên cứu ra những cái con app kiếm tiền như thế này. Và để mình chơi kiếm tiền. Những con app uy tín không phải nạp tiền này, tại vì thường thường ấy
thường thường là anh em luôn có cái suy nghĩ là những con app này không uy tín nào. Ok, quên với các bạn là còn một cái phần nữa, đó chính là cái phần rút tiền. Mình mới hướng dẫn anh em là tiền trên hướng dẫn rút tiền phải không ơi? Thì đây các bạn ạ, rút tiền nó sẽ là như thế này. Các bạn ấn vào cái phần rút tiền này, nó sẽ hiện ra cái số tiền mặt cần rút. Như bây giờ mình có 1.560.000, mình muốn rút 1.560.000 phải không? Thì mình ấn cái số 156000. Đây, 1.560.000, phải chưa ạ? Đúng rồi, và ấn gửi là các bạn sẽ nhận được tiền thôi. Ok các bạn, đấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi các bạn muốn rút tiền này là các bạn phải đăng nhập số tài khoản ngân hàng này, thông tin địa chỉ chuẩn xác của các bạn nhé. Tại vì mình đã đăng nhập rồi cho nên là nó có ở trong này. Các bạn chưa đăng nhập ấn vào phần rút tiền nó sẽ không hiện như này đâu. Nó hiện là các bạn chưa cài đặt số tài khoản vào ấy, thì các bạn phải cài đặt số tài khoản vào đây. Ok các bạn, cái này nó rất là đơn giản thôi. Bạn nào mà không hiểu thì có thể kết bạn Zalo với mình sẽ chỉ các bạn tận tình luôn. Thì đấy, mình đang nghiên cứu một cái app là không phải nạp tiền. Mỗi ngày các bạn có thể kiếm được bằng lấy tiền. Đấy, lên level 3, lên level 4, level 5. Các bạn thực sự muốn kiếm tiền ấy thì các bạn nên nạp, còn không kiếm tiền chơi thì mỗi một ngày các bạn kiếm được từ 5.000 thôi các bạn ạ. Đấy, thì cái link tải thì mình sẽ để ở bên dưới nhá, link tải cho iOS và Android thì mình sẽ để cho mình để xuống bên dưới các bạn ạ. Đấy, ok anh em, bây giờ thì có khả năng là mình xin phép chào tạm biệt tất cả anh em tại đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau, thì mình sẽ nghiên cứu ra những cái con app mà kiếm tiền uy tín và vẫn uy tín rồi. Mình sẽ kiếm ra những cái con app mà kiếm tiền là dễ dàng hơn này, nó loại dạng là như các app như thế này này. Các bạn bảo đơn giản thôi, một ngày mình chả làm gì, đi xin đâu được 5.000 phải không? Đấy, ra đường xin cái bánh của mẹ. Ok nhé, bye bye.